trong những năm qua cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn ở tuyên quang đã có những bước chuyển mình đáng khích lệ đời sống kinh tế văn hóa xã hội tinh thần của người dân trong đó có người dân nông thôn được cải thiện và nâng cao để có được kết quả đó là sự vào cuộc đầy nỗ lực đồng tâm của các cấp ủy đảng chính quyền người dân địa phương và sự chung tay góp sức của các ban ngành đoàn thể tổ chức cá nhân trong đó sự tham gia của công tác khuyến nông được đánh giá là một trong những yếu tố then chốt trong việc đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất góp phần nâng cao thu nhập cải thiện đời sống nhân dân và từng bước đáp ứng mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tuyên quang gắn với phát triển sản xuất hàng hóa, xây dựng nông thôn mới. Trung tâm khuyến nông tỉnh đặc biệt coi trọng công tác tập huấn và hướng dẫn nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bằng cách làm cầm tay chỉ việc, trong năm 2019, trung tâm đã xây dựng kế hoạch và tổ chức mở hàng trăm lớp tập huấn hướng dẫn khoa học kỹ thuật cho hơn 1.000 lượt nông dân trên địa bàn. Nội dung của các lớp tập huấn chủ yếu tập trung vào kỹ thuật canh tác, những giống lúa, ngô mới, kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh, sử dụng phân bón đúng cách, phương pháp chăn nuôi cá, gà thả vườn, trâu bò vỗ béo. Thông qua các lớp tập huấn đã trực tiếp giúp nông dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào quá trình sản xuất, thực hiện chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi với cơ cấu giống hợp lý, hiệu quả. Đây là mô hình chăn nuôi gà thả vườn của gia đình bà Nguyễn Thị Cầm ở thôn 4 xã Thái Bình huyện Yên Sơn. Sau hơn 3 tháng được tập huấn và được cán bộ khuyến nông trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh. Đàn gà lông màu hơn 500 con của gia đình bà sinh trưởng nhanh trọng lượng trung bình mỗi con đạt từ 1,8 đến 2 kg, ít bệnh, tỷ lệ nuôi sống đạt trên 90%. Trước kia thì gia đình nhà tôi cũng chăn nuôi nợn nhưng một thời gian giá cả bấp bênh và dịch bệnh cũng nhiều nên gia đình nhà tôi cũng không chăn nuôi nợn nữa và chuyển sang nuôi gà thì khi chuyển sang nuôi gà thì vườn đất nhà rộng thì cả được sự hỗ trợ của trên thì cho cấp vốn giống thì gia đình tôi chăn nuôi gà thả vườn. Nói chung là tôi thấy gà cũng rất nhanh lớn và cũng được hiệu quả cao. Từ tháng 8 năm 2019, với nguồn kinh phí của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, triển khai thực hiện mô hình nuôi gà lông màu thả vườn an toàn sinh học với tổng số 5.000 con, có 15 hộ gia đình tham gia. Theo đó, các hộ gia đình phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu như có diện tích chuồng nuôi, sân thả, hàng rào bao quanh để ngăn cách với vùng lân cận. Có vốn để đối ứng thức ăn, thuốc thú y, thuốc sát trùng, ngoài phần được hỗ trợ, cam kết, tuân thủ theo đúng quy trình kỹ thuật. Các hộ gia đình này được hỗ trợ 70% con giống, kinh phí mua vaccine phòng bệnh, thuốc khử trùng. Ngoài ra, còn được tập huấn kỹ thuật, cấp tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho gà. Qua mô hình chăn nuôi gà thả vườn đã tạo được công an việc làm cho người dân, góp phần tăng thu nhập cho gia đình. Qua đó, cũng giúp người dân nâng cao kiến thức trong chăn nuôi, biết cách phòng trừ dịch bệnh, góp phần làm tăng chất lượng sản phẩm hạn chế được rủi ro trong chăn nuôi khi mà triển khai cái mô hình chăn nuôi gà lông màu tại xã Thái Bình thì mục tiêu chính của chúng tôi là muốn được bà con tiếp cận được với cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong chăn nuôi gà lông màu giúp cho các hộ chăn nuôi là khi mà có kỹ thuật thì chăn nuôi nó sẽ hiệu quả từ đó sẽ lân qua cao hiệu quả kinh tế của hộ gia đình và cũng góp phần là lân cao trong cái chỉ tiêu kinh tế của địa phương góp phần xây dựng nông thôn mới của xã Thái Bình. Còn đây là mô hình cải tạo vườn nhãn đã già cỗi, chất lượng hiệu quả thấp ở xã Thái Bình, huyện Yên Sơn. Với mục tiêu thay đổi giống nhãn cũ bằng giống có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân. Nhiều hộ gia đình ở xã Thái Bình, huyện Yên Sơn đã có truyền thống về việc trồng và chăm sóc loại cây ăn quả này. Tuy nhiên hiện nay, nhiều cây nhãn có tuổi đời từ 10 đến 20 năm tuổi nhưng không xác định được nguồn gốc giống, dẫn đến năng suất cũng như chất lượng kém, ăn không ngon, cùi mỏng, hạt to, giá trị kinh tế thấp. Được sự quan tâm của tỉnh cùng với dự án xây dựng mô hình ghép cải tạo nhãn tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Từ năm 2018, Trung tâm khuyến nông tỉnh đã phối hợp với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cung cấp nguồn giống, đồng thời tổ chức tập huấn hướng dẫn cho các hộ trồng nhãn, kỹ thuật cưa cành chăm sóc mầm trước và sau ghép, tỉa bỏ mầm dại, chủ động bón phân, phun phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc. Nên việc cải tạo vườn nhãn bằng cách tận dụng các gốc ghép có sẵn đã nhận được sự đồng tình cao. Từ việc cải tạo vườn nhãn, nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã Thái Bình ngoài việc có cơ hội tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng hiệu quả kinh tế mà còn mang lại hiệu quả cho gia đình, từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường vừa rồi cũng được đi tập huấn dưới Hương Yên cũng được đi học hỏi dưới Hương Yên với Khói Châu thế là về cũng được bên khuyến nông tạo điều kiện vừa rồi là cũng cắt ghép mà soi ghép thì cho cái nhãn Hương Yên thì nó thì cho thấy thì thứ nhất là sâu bệnh ít, hai là năng suất cao, ăn quả ngon và bán trên thị trường cũng hợp lý. Thế trước khi trồng nhãn thì nằm nong cho nên là cây nhãn không quan tâm lắm chủ yếu là nhãn thóc để nằm nong ngay thế sau khi biến thấy thị trường nó biến đổi là không tiêu thụ được nong nữa mà phải cần quả tốt thế cho nên là được sự thế nông của tỉnh cũng như huyện cũng như của trung ương về quan tâm đến là đã tạo giống dưới mang lên là mắt ghép ở dưới bộ nông nghiệp mang lên và đến trực tiếp là gia đình ghép cho gia đình đến nay đã có những kết quả là gia đình những cây nhãn đã được thu hoạch là chất lượng quả rất là cao. Một trong những mục tiêu quan trọng của hoạt động khuyến nông là giúp người dân tăng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Trong những năm qua, việc tổ chức xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với xây dựng nông thôn mới đã có sự chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình đạt hiệu quả cao. Từ các mô hình đó không chỉ tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập mà điều quan trọng là đánh thức được tiềm năng lợi thế của từng vùng. Đến thời điểm này, đã có hàng trăm mô hình khuyến nông được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Mà mỗi mô hình đều là một quy trình về chuyển giao khoa học kỹ thuật, qua đó giúp bà con nông dân có thể học hỏi và ứng dụng rộng rãi trên đồng ruộng của mình. Từ đó từng bước thay đổi tập quán canh tác theo hướng tích cực hướng đến nền sản xuất hàng hóa tập trung, từng bước đáp ứng nhu cầu thị trường. Với phương châm cụ thể, phù hợp, hiệu quả, công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ được giao, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các hoạt động khuyến nông tại cơ sở. Đặc biệt là triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, mô hình trình diễn khuyến nông để tuyên truyền nhân rộng góp phần quan trọng trong thực hiện đa dạng cơ cấu vật nuôi cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập và phát triển đời sống của người nông dân. Có thể khẳng định rằng trong cái thời gian qua thì đối với này, cán bộ khuyến nông là đóng một vai trò hết sức là quan trọng là giúp cho bà con nhân dân cũng như địa phương về chuyển giao cái khoa học kỹ thuật từ cái việc chuyển giao khoa học kỹ thuật đó thì à, nhân dân đã nhận thức được cái, cái tầm quan trọng trong cái việc mà à, thực hiện các cái chương trình dự án ví dụ như là đối với xã vừa qua thì à, thực hiện cái dự án chăn nuôi gà nông màu với quy mô năm con và dự án là cải tạo chăm sóc cái vườn nhãn của xã và qua các cái triển khai dự án nó thì là đã giúp cho bà con nhân dân được nâng cao cái nhận thức trong cái việc à, à, kỹ thuật như là triển khai cái hiện cái mô hình phát triển kinh tế của xã và từ đó thì nhân dân đã, đã nâng cao được cái thu nhập và phát triển kinh tế của xã với tinh thần lấy nông thôn làm địa bàn nông dân là đối tượng các ngành nghề trong nông nghiệp là lĩnh vực phát triển. Năm 2019, Trung tâm khuyến nông tỉnh phối hợp với trạm khuyến nông các huyện thành phố đã thực hiện được gần 150 mô hình khuyến nông, khuyến lâm giúp đỡ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất thông qua hỗ trợ về giống, vật tư, kỹ thuật. Các hình thức tổ chức sản xuất và liên kết sản xuất như hợp tác xã, tổ hợp tác, hình thức liên kết 4 nhà tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua các hợp đồng kinh tế tiếp tục được mở rộng và phát huy hiệu quả, đặc biệt là trong sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản. Các mô hình đã tập trung giới thiệu các giống cây trồng vật nuôi, tiến bộ kỹ thuật mới, kết hợp với chuyển giao quy trình, công nghệ, sản xuất về trồng trọt chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và cơ dây hóa cho nông dân. Nhiều mô hình giống cây con mới đưa vào thử nghiệm đạt kết quả tốt là tiền đề quan trọng để áp dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. nhằm góp phần thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp cũng như là thực hiện cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong những năm vừa qua thì trung tâm khuyến nông tuyên quang cũng đã thực hiện rất là nhiều các cái chương trình rồi là triển khai các dự án mô hình để góp phần nâng cao thu nhập cho bà con cũng góp phần là thực hiện những cái nhiệm vụ của tỉnh thì trong quá trình triển khai thực hiện đây thì trung tâm đã triển khai rất nhiều các mô hình xuống cơ sở đưa các cây giống con giống mới xuống cơ sở để góp phần làm sao nâng cao đời sống cho bà con và cũng làm sao đó để đưa cái mô hình nó được nhân rộng ra để bà con có cái thực hiện cho nó tốt các cái mô hình và nâng cao năng suất chất lượng của sản phẩm bằng những việc làm thiết thực cụ thể thông qua các mô hình cụ thể có tính khoa học đã giúp người nông dân tiếp nhận nhiệt tình và áp dụng vào sản xuất có hiệu quả việc đưa giống cây con mới và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi không chỉ có tác động tích cực đến thúc đẩy tăng năng suất sản lượng cây trồng vật nuôi mà còn giúp nông dân thay đổi cách làm ăn mới bỏ dần tập quán canh tác cũ để tiếp thu các tiến bộ khoa học vào đồng ruộng sử dụng đất đai có hiệu quả cao hơn góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Để phát huy hơn nữa vai trò của khuyến nông trong phong trào đồng hành cùng nông dân phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng các mô hình có trọng tâm, trọng điểm, gắn với lợi thế và định hướng phát triển kinh tế của vùng, của địa phương. Nhân nhanh những mô hình có hiệu quả, để tạo sự đột phá trong sản xuất hàng hóa. Tập trung đầu tư xây dựng những mô hình mới có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, nhà nước cần có những chính sách xã hội hóa các nguồn vốn đầu tư cho công tác khuyến nông, đặc biệt ưu tiên đầu tư xây dựng các mô hình khuyến nông ở miền núi, vùng đặc biệt khó khăn để người dân có điều kiện áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Mặt khác, cần chú trọng tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ khuyến nông ở cơ sở để họ có thể hỗ trợ giúp đỡ nông dân kịp thời khi gặp khó khăn trong sản xuất. Trong thời gian tới, thì trung tâm khuyến nông tỉnh tiếp tục là thứ nhất là sẽ ứng dụng các tiến bộ khoa học và chuyển giao các tiến bộ khoa học xuống cho bà con để giúp cho bà con áp dụng được các tiến bộ khoa học ấy vào sản xuất. Thứ hai nữa tiếp tục là bằng các cái nguồn hỗ trợ cung cấp từ trung ương đến địa phương đưa xây dựng các cái mô hình trình diễn để cho bà con nắm được các cái kỹ thuật mới những cây con giống mới để áp dụng vào sản xuất cái thứ ba nữa là hướng dẫn bà con liên kết để tạo thành cái vùng sản xuất hàng hóa để nâng cao thu nhập với tinh thần chủ động tích cực đồng hành cùng người nông dân trung tâm khuyến nông tuyên quang đã và đang phối hợp với các cấp các ngành các địa phương và bà con nông dân tập trung mọi nguồn lực trí tuệ và quyết tâm đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất sản lượng chất lượng và giá trị thu nhập để làm nền tảng vững chắc cho việc thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững